Bom sót từ chiến tranh Việt Nam phát nổ tại Sa Đéc, tin từ Đồng Tháp, Việt Nam. Một quả bom thời chiến tranh Việt Nam còn sót lại tại một kho quân cụ ở tỉnh Đồng Tháp, miền Nam Việt Nam, thình lình nổ tung. Truyền thông địa phương hôm nay cho biết, nhà kho và một số nhà của cư dân gần đó bị sức nổ thổi tung cả mái. Quả bom phốt pho này đã được đưa đến nhà kho chứa quân cụ của thành phố Sa Đéc một ngày trước đó. Trưa hôm qua, thình lình phát nổ dữ dội. Tin từ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại tỉnh Đồng Tháp nói rằng quả bom đã được thu hồi tại vùng chính chiến thuật thời Việt Nam Cộng Hòa, phát nổ vì nhiệt độ quá nóng tại nhà kho. Truyền thông địa phương trích lời một sĩ quan cao cấp của quân đội Cộng sản Việt Nam tại vùng chính nói rằng quả bom đang cất giữ tại nhà kho của Lữ đoàn Kỹ thuật số 25 tại Sa Đéc bỗng phát nổ đột ngột. Theo nhận định của ông, quả bom phốt pho này quá cũ và bị rò rỉ nên bốc cháy và phát nổ khi bị đặt dưới ánh nắng mặt trời gay gắt quá lâu. Tin của Tân Hoa Xã nói rằng khối của bom phốt pho trắng được không lực Hoa Kỳ sử dụng tại Việt Nam khi phát nổ có thể gây thương tích và tử vong khi nạn nhân hít phải khí độc hoặc nuốt chất độc vào miệng. Người bị phỏng hoặc bị hư đường tiêu hóa vì khói hóa chất của quả bom bốc ra thường khó tránh khỏi cái chết. Chưa có phúc trình về tổn thất sinh mạng và cơ sở vật chất vì tai nạn kể trên.